Với vấn đề bạo lực miền Trung thì Jimmy một lần nữa dự đoán, đã cảnh báo trước và nói thẳng luôn chứ không phải là nói xạo, và nói thẳng luôn chứ không phải ẩn dụ nữa, trong cái video Chu Tước hay Phượng Hoàng đó. Thì lúc đó mọi người ai cũng thấy cái hình Chu Tước, thì lúc đó ai cũng thấy cái hình giống con Phượng Hoàng lửa bay ở trên Hồ Chí Minh đó, thì nghĩ rằng đó là điểm tốt. Như một số nhà tiên tri gì đó, danh nhân gì đó ở nước ngoài thì họ cũng nói là một cái điểm lành, điểm tốt gì đấy. Nhưng mà tôi lại nói rằng đó là tượng trưng cho ba cái điểm báo chính. Đó là điểm báo của lũ lụt, điểm báo của dịch bệnh. Thì sau đó là các bạn đã kiểm chứng được, và đúng là cái lũ lụt miền Trung năm nay đó là đỉnh luôn. Nghĩa là lâu rồi lịch sử mới lặp lại một cái trận lũ lụt nó cũng lớn như vậy. Năm trước không có lịch gây điểm lịch sử như vậy đó. Mấy năm trước thì không có ghi cái điểm lịch sử như vậy, nhưng mà năm nay là đỉnh lịch sử luôn các bạn. Mà tôi nói đó là một cái bão lớn trong cái video Chu Tước hay Phượng Hoàng, các bạn hãy xem lại. Đó, do đó là cái đó là nói thẳng luôn chứ không phải ẩn dụ nữa nha, trong đó ghi thẳng luôn đó. Và trong cái hoàn cảnh lũ lụt như vậy thì Jimmy cũng đã kêu gọi mọi người cùng đóng góp, và mình đứng ra trước để mà mình đóng góp cho Thủy Tiên 100 triệu, để mà làm cái cảm hứng cho các bạn có thể ủng hộ đồng bào miền Trung ha. Và không ngờ hiệu ứng nó rất là mạnh mẽ, là nó hơn 3.000 cái bình luận, 1.700 lượt chia sẻ, 164.000 lượt xem. Đó là chỉ tính trên cái trang Facebook thôi nha, chưa tính trên YouTube nữa. Và những người có giúp mà không có bình luận vào đây đó, thì họ đã tìm không chỉ Thủy Tiên và những người ca sĩ khác, những người nghệ sĩ khác hay những mạnh thường quân khác, họ đi đến miền Trung đó. Thì tôi kêu gọi cho mọi người cùng hãy tìm đến những người đó và gửi tiền, gửi bánh quà gì đó để cho họ đem đi. Hoặc đích thân cả những người nào ở gần miền Trung thì họ qua cái phong trào này họ đã đi đó, đi đến nơi và giúp đỡ đồng bào miền Trung của chúng ta. Thì tôi một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã tin tưởng và làm hết sức mình để mà giúp đỡ đồng bào miền Trung trong thời gian khó khăn vừa qua ha các bạn. Xin cảm ơn rất là nhiều. Và trong những một cái video này thì tôi đã từng nói là tiền ảo Bitcoin này nọ, chứng khoán nó sẽ đi lên và ai đầu tư nó sẽ rất là tốt. Thì quả nhiên vừa rồi thì Bitcoin nó đạt đỉnh các bạn, vẫn là nó vượt quá những cái gì người ta dự đoán đó. Và một số người nghe tôi trong cái video họ nghe kỹ đó thì họ đã đầu tư và họ đã chốt lời và gom được một mớ tiền. Thì đó là chứng minh cho các bạn biết rằng là những cái tiên đoán của tôi ấy, nó mang cái sự chính xác rất là lớn. Ai mà chịu khó tin mà nghe đó thì làm rất tốt. Và tôi biết có những anti fan ngoài mặt là chống đối, nhưng tôi nói khuyên cái gì về kinh doanh là họ làm liền. Và tôi biết luôn, tôi khuyên mua đất hay là không nên mua đất, tôi khuyên mua chứng khoán hay Bitcoin là họ biết, họ làm theo hết á. Nhưng mà bởi ngoài mặt là chống đối, những người đó sẽ bị một cái nhân ở trong tâm của họ, sau này họ sẽ trả một cái quả khác. Vì mình xem người đó là thầy bằng cách gì, dùng những phương pháp của người đó mà mình lại ở ngoài mình tẩy chay người đó, thì những người như vậy không có hậu, và cái nhân quả sẽ tự xử những người đó. Và lời khuyên của tôi cho những người đó đó là các bạn nên tỉnh lại đó. Mình nên tỉnh lại đi để mà học hỏi những cái hay, và tranh thủ làm những điều phước thiện nhanh đi, càng nhanh càng tốt ha.